Xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Order Food được thực hiện tại website mylab.vn Mình tên là Chế Công Bình Ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn cách xử lý đăng nhập rồi các bạn Thì ở bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là Khi chúng ta lít vào sự kiện trang chủ này thì nó sẽ một phép mình trang chủ vào và đồng thời cho phép Cho phép chúng ta thêm cái bàn ăn với phép mình Trang chủ đó ha Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu Thì như mình nói Phép mình Ok, mình tạo một phép mình đúng không mà đặt tên là trang chủ phép hay là trang bàn ăn đi hiển thị bàn ăn phép tại vì mình muốn trang chủ đó là hiển thị bàn ăn đúng không mình sẽ cho là hiển thị bàn ăn phép rồi mình sẽ kế thừa nó là một cái phép mình extend uh, fragment rồi kiếm phép mình nào đây gói hỗ trợ rồi on review thì nhắc tới phép mình là phải có giao diện đúng không thì giao diện của nó mình là thì bạn thấy là mình muốn cái trang thì đi bằng ăn này nó sẽ hiển thị danh sách các bạn ăn vậy mình sẽ tạo ra một cái layout cho nó ra ha thì cái này là bài sau thì chúng ta mới làm ha ví dụ đây là layout hiển thị bằng ăn ok chưa các bạn rồi mình chưa làm gì hết ha mình chỉ để vậy thôi rồi ở đây mình sẽ set layout cho nó view bằng mình tạo layout bằng cách mình gọi in letter chính lần này là các bạn ha in letter hiện nay nó cho phép mình tạo dấu uh, layout mà chấm inlet. r chấm layout chấm à, các bạn thấy à các bạn lưu ý là lúc này lúc này chúng ta phải lưu ý cái biến r đây r nó rất là nhiều biến đó chúng ta xài r cũng nào order food nha chấm layout chấm các bạn à layout hiển thị bằng ăn đúng không container sẽ là view của chúng ta ở đây sẽ là null Và là font Rồi, chúng ta return view ra Rồi, chủ yếu mục đích ở đây là Mình muốn nó có trang chủ thôi ha Thì uh, Mình sẽ cho này background nó là màu trắng đi Để cho các bạn biết được là Thằng này nó có tồn tại ha Background color white Có không đây Color white của tôi đâu Đây, màu trắng đây Mình chọn nó màu trắng nha rồi Bây giờ bạn thấy là Làm cách nào Mình muốn là làm cách nào Khi mình click vào chữ trang chủ này Thì nó sẽ add cái phép mình hiển thị bằng ăn này Vào trong cái phần content này đây à, Các bạn nhớ là gì Cái phần đen đen này liền đặt đi các bạn ID content đúng không Vậy Đầu tiên chúng ta cần làm gì đây Đúng rồi Sự ký xử lý sự kiện click của mấy thằng gì Mấy này đây Mấy này là của nào các bạn À navigation view Đúng không Navigation view mà ra rồi ok và chúng ta phải bắt gì Bắt sự kiện click cho navigation view À, chúng ta có chưa bắt rồi bắt sự kiện list rồi đúng không đây chúng ta xét chưa à bài trước chúng ta đã xét rồi đây sau này đi ha đây bài trước chúng ta xét rồi nằm ở đây à, xin lỗi các bạn à, nằm ở đâu nhỉ now we can view chúng ta xét chưa à chúng ta chưa xét đúng không vậy chúng ta xét can view xét đây luôn đi ha nào xử lý xử lý một chỗ thôi đừng có ghi nhiều chỗ quá xét naquisition dead rồi có sự kiện list. rồi bây giờ chúng ta gì đây có phải là lúc này nó, nó, trở lại bài menu nó giống như menu đúng không có phải là gì đây chúng ta bắt gì à chúng ta kiểm tra xem item này được list thông qua một cách gì kiểm tra id đúng không chúng ta lấy id bằng cách nào gọi item này chấm get item id đúng chưa rồi in id bằng item get item id rồi chúng ta sẽ làm with scale đây with thằng nào xử lý trước ha mình xử lý thằng trang chủ chứ đúng không vậy k okay. r chấm id đúng không các bạn chấm gì đây trang chủ mình đặt chưa bên menu mình đã đặt chưa nhỉ menu 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 đâu rồi menu đây đặt đặt cái đi chưa chưa đúng không rồi vậy chúng ta phải đặt cái đi id id it trang chủ ha it là item ha it trang chủ rồi qua đây it trang chủ có chưa rồi break được chưa bạn đúng không rồi bây giờ đây chúng ta làm gì có phải lúc này ở đây chúng ta ẹt gì? Ẹt cái phép mệnh hiển thị bàn ăn vào trong cái gì? Vào trong cái content vào trong đây. Vào đây nè. Thì có phải lúc này là thằng này là nó là gì? Có phải nó là content của một fan layout không? Đây các bạn xem nè. Đúng không? Rồi chúng ta làm việc. Đầu tiên ẹt phép mình chúng ta cần phải có phép manager. Rồi mình khai báo phép mình manager là biến cục bộ. Bởi vì sao? Bởi vì thằng phép mình manager này chúng ta xài nhiều lần. Ha, chúng ta vì chúng ta xài nhiều lần cho nên chúng ta sẽ khai báo nó biến cục bộ thôi rồi, ok và đầu tiên ở đâu? à mình khai báo ở đây luôn lấy nó ở đây luôn, tại vì khi mình muốn mình muốn là khi chạy app lên thì nó lấy phép mình manager luôn cho mình phép mình manager bằng get support phép mình manager ha vì chúng ta tại sao support các bạn? đúng rồi vì chúng ta xài gói thư viện version 4 ha rồi bây giờ chúng ta đây để add một phép mình vào và chúng ta phải có là phép mình generation tên gì cũng được ha à, ví dụ như đây là chen t đi ha chen đi chen chen vậy các bạn à, hiển thị bằng ăn được chưa bằng gì có phải bằng phép mình manager chúng ta chấm begin transaction session đúng không bây giờ chúng ta vậy muốn add thẳng hiển thị bằng ăn này vào trong cái id content à, đó, đúng không đúng không đúng không vậy id content chúng ta có chưa nè có rồi đúng không chúng ta đặt từ bên kia rồi đặt bên thằng leo trang chủ rồi vậy bây giờ chúng ta gọi chen hiển thị bằng ăn chấm nha các bạn chấm relax đâu không relax cần nhân vào gì container view container view chúng ta là gì content phép mình chúng ta là gì là hiển thị bàn ăn phép mình đúng không mà thì bàn ăn phép mình chúng ta tạo chưa chưa đúng không vậy chúng ta tạo hiển thị bằng ăn phép mình nhiều nó được chưa các bạn rồi ở đây sẽ là gì chúng ta muốn add nó vào thằng thằng này thằng fan này vậy chúng ta lấy id của nó id content nè r id content phải phép mình nào hiển thị vào có phải là hiển thị bằng ngăn phép mình rồi ok chưa ok rồi chúng ta sẽ gọi là ah à, gen hiển thị bằng ngăn chấm commit mình chạy rồi ok đăng nhập vào mật khẩu list và app trang chủ có chứ các bạn add vô được rồi đúng không nhưng bạn thấy là lúc nãy mình vào thì mặc định nó không phải là thằng hiển thị bàn ăn này là mặc định thì để cho nó là mặc định là gì có phải là mình cứ khi nào mình cần lít vào không vậy là mình đem nào đây à đem này nè đúng không có phải là khi mặc định chạy áp lên vậy mình sẽ đem nó vào đây đúng không mặc định thì nó sẽ ẹt vào trước khi lít vào thì nó cũng sẽ ẹt vào đúng chưa rồi xong nhưng khi bây giờ mình muốn lít vào này kìa thì nó sẽ đóng thằng này luôn đúng không và đồng thời thằng này sẽ ở trạng thái là check giống như vậy thì các bạn chỉ cần thêm cho mình là gì đây à, đúng rồi cái gì các bạn item chấm set check it bằng chu đúng không và đồng thời là gì browser layout chấm lô ra là không nếu các bạn không nhớ ra thì các bạn có thể là lô browser khỏi truyền giá trị thì nó sẽ tự động đóng browser chúng ta lại ha à, rồi à, bây giờ mình muốn là gì mình muốn là khi ẹt cái thằng này vào nè nó sẽ có cho mình cái gì cái menu đúng không mình muốn ẹt vào nó sẽ có mình cái menu thì các bạn thấy là thằng bên trang chủ mình không khai báo menu mục đích đến chi nếu như thằng trang chủ activity này á mình khai báo menu á thì có phải là khi mà mình lít vào tất cả các phép mình này thì nó đều có menu của trang chủ đúng không thì nó dẫn tới gì bất lợi cái việc mà chúng ta phải à khai báo nhiều menu à quá bất lợi đi vừa đó quá bất lợi đúng không khi mà chúng ta cái báo menu trang chủ bởi đó là lý do tại sao cái thằng trang chủ này mình không kế thừa hai cái hai cái phân thức của thằng menu mà mình sẽ qua phép mình này mình kế thừa bởi vì sao bởi vì khi mình muốn là lít vào thằng trang chủ này nè thì nó sẽ có menu add thêm bằng ăn mình lít vào menu thực đơn này nè nó sẽ có menu là add thêm thực đơn và mình lít vào menu nhân viên này nè nhân viên thì nó sẽ có menu là thêm nhân viên có nghĩa là khi mình lít vào mỗi cái phép mình khác nhau có nghĩa là khi mỗi phép mình khác nhau hiển thị thì nó sẽ có những menu riêng được chứ các bạn rồi Vậy để cho phép mình hiển thị bàn ăn này nó là cái menu ha, à, Nó là cái menu Thì các bạn phải gọi set Set chữ các bạn Hát option menu bằng chu Thì lúc này thằng hiển thị bàn ăn này nó có menu Sau đó các bạn kế thừa hai phương thức của menu Là on option menu Được chưa các bạn Và sự kiện list của menu là on option item selected À được chưa Rồi lúc này các bạn có thể khởi tạo menu à thì các bạn thấy là chúng ta có cần tạo ra những file menu dài dòng lườm thờm à, rề rề không các bạn lùm đùm lề đề không không chúng ta không làm như vậy bởi vì sao nếu như cứ mỗi các bạn thấy là ở đây các bạn thấy là chúng ta có 6 cái item bây giờ không lẽ chúng ta tạo ra 6 cái menu mà mỗi cái menu chỉ có một item duy nhất thôi đúng không đúng không nào đúng không các bạn đúng không các bạn ví dụ như mình ví dụ như là trang chủ có phải là mình có là menu trang chủ đúng không sau đó gì ở đây mình phải tạo menu cho thằng cho thằng hiển thị bằng ăn này đúng chưa rồi sau đó mình tiếp là menu thực đơn sẽ phải là mình gì khởi tạo thêm cái menu là menu thực đơn với này mình có gì ba file menu rất là mất công vậy tại sao ở đây chúng ta chỉ cần một item thôi vậy tại sao chúng ta không add item tâm đúng không các bạn tại sao chúng ta không add item tâm mà chúng ta khởi tạo menu làm gì đúng chưa nào rồi vậy chúng ta sẽ add item tâm rồi chúng ta add item tâm bằng cách chúng ta ở đâu có phải là trong on reset menu đúng không thì lúc này lúc này nó báo là gì à phép mình cái menu menu là chính là thằng này nè đúng không rồi mình khai báo item cho menu thì mình khai báo là menu item mình khai báo à, ví dụ như đây là item thêm bằng ăn bằng menu chấm Ừ thì bạn thấy là gì khi bạn gọi menu chấm mệt nó có gì rớp à cái rớp của menu menu này thuộc cái nhóm rớp nào đúng không nó là cái item nào bên cái menu đúng không vị trí thứ tự sắp xếp của nó rồi mình để rớp nào cũng được ha mình để cho nhóm là nhóm một đi nhóm nào cũng được rồi menu item các bạn có chưa chưa đúng không cái này các bạn thấy là item tâm đi chưa có thì lúc này các bạn chỉ cần tạo ra một file duy nhất thôi à, tạo ra file menu duy nhất thôi đó là à, ví dụ như đây là navigation à, file navigation nó có rồi đúng không cách tầm menu item menu đi item menu đi à, item menu đi thì nó hay hơn thì đây sẽ chứa các item menu rồi ở đây mình khi khai báo một cái menu item nè được chưa rồi mình chỉ cần cái đi thôi id và tiêu đề thôi android hai chấm mày đi. À, đây sẽ là item, item như các bạn? Thêm bàn ăn. Rồi mình cho nó cái tiêu đề, tại vì bắt buộc phải có tiêu đề là thêm bàn ăn đúng không? Thì chuỗi thêm bàn ăn chúng ta chưa có, thì chúng ta vào đây chúng ta thêm. Trình nem bằng thêm bàn ăn, thêm bàn ăn. Rồi, ok, chúng ta quay trở lại menu nào? Menu navigation hết xài ha bỏ đây thêm bằng ăn a cộng trên thêm bằng ăn được chưa rồi bây giờ chúng ta vào đây menu tâm r chấm chấm như các bạn chấm id chấm tâm thêm bằng ăn đúng không rồi vị trí vị trí hiện của nó thì các bạn để đâu cũng được ví dụ ở đây mình để là vị trí hiện của nó là vị trí đầu tiên để là số 1 đúng không rồi cái chuỗi à hà. đây get result các bạn thấy là trên result và kêu in luôn đúng không nó báo là à a à, còn trên số cái này kêu em các bạn gọi thẳng luôn vậy là r chấm chuyên chấm gì thêm à, thêm bằng ăn xong đúng không bây giờ mình muốn set icon cho mình đâu item thêm bằng ăn chấm xét icon hiểu này chúng ta sẽ set icon ở đây ha à. thì chúng ta set icon cho nó thì icon đây mình đã có icon chuẩn bị sẵn cho các bạn rồi đây copy vào đây ok rồi đây chúng ta sẽ gọi tới r chấm chấm thêm bằng ăn và mình muốn cho nó hiển thị ra nếu như có chỗ trống thì mình gọi tiếp chấm set show as action đúng không bằng gì bằng view chấm à, cái gì nhỉ menu item thì phải à, menu item menu item đây show app ibrum nếu như nó còn chỗ trống rồi mình chạy lên thử Rồi, ok Rồi, đăng nhập vào ha Vô Có chứ các bạn Có được rồi đúng không đây Mình click vào Có được rồi đây À, hay không Rồi, bây giờ mình muốn click vào này Thì nó sẽ hiện lên một cái pop-up là thêm bằng ăn Thêm tên bằng ăn Đấy chứ các bạn Mình muốn click vào này Hiện cái pop-up là thêm tên bằng ăn Rồi, kiện click nó nằm đâu đây à, đây chính là đây chứ đâu nữa đúng không các bạn xin click nó chính là đây vậy cái báo in id bằng item chấm get item id để phòng trường hợp sau này mình có nhiều nhiều item ha cái này là quá quen thuộc rồi đúng không nào Ok r chấm id chấm item thì bằng ăn rồi break rồi chúng ta làm gì đây Có bạn khi chúng ta click vào hàng này thì chúng ta sẽ hiển thị ra một pop up là thêm bằng ăn vậy để tạo ra một pop-up các bạn để tạo ra pop-up thì nó sẽ làm một chúng ta sẽ biến một cái activity thành một cái pop-up vậy mình tạo ra một cái activity ha Với đây là thêm bằng ăn activity đúng chưa rồi mình vẫn kế thừa activity bình thường thôi extend app comeback activity mình vẫn kế thừa bình thường chả chả cái gì khác nhau hết ha on right. ê không phải này ha này là của con kia rồi cũng set layout Vậy là mình tạo ra cái lao là lao gì? Lao thêm bằng ăn đúng không? Tạo lao thêm bằng ăn. Rồi, thì ở đây chỉ có đơn giản là một cái edit test thôi. Mình muốn đây là đơn giản một cái edit test là thêm bằng ăn. đơn chứ các bạn? Đơn giản. Một cái edit test là thêm bằng ăn duy nhất. Edit test. Wrap content, wrap content. À, rồi, mình muốn nó là cái hint, một cái nhắc nhở là thêm bằng ăn tên bằng ăn đi tên bằng ăn một cái nhắc nhở là tên bằng ăn rồi chỗ đó chưa có đúng không đây trình nè chưa có mình khai báo thôi ha tên bằng ăn rồi ok đóng rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, đây ở đây a cộng còng trình tên bằng ăn được chưa có rồi đúng không à, thì các bạn cho nó ra giữa không phải dưỡng không quan trọng đâu thì chắc là nó chỉ có như vậy thôi à nó có như vậy rồi chúng ta cho bắt nó màu trắng đi được không chúng ta cho màu trắng bắt màu trắng ăn rồi hai chấm bắt cho nó màu trắng color white đó rồi chúng ta cho chữ là màu ray giống như kia vậy ha. test color màu ray color ray đó được rồi ha hoặc là các bạn cho này màu trắng đi khỏi cho bắt màu trắng thì nó hơi xí xí một đó được không được đúng không các bạn cho thêm cái bed nữa đi android hay chấm là nhiều cho size 10 db đi rồi ok màu ray color ray và cái hình hình của chúng ta color hình cho nằm dưới ha rồi đó chúng ta như vậy rồi Chúng ta kiểm tra xem. Rồi. Hint color chưa có. À, chúng ta cho cái hint color. Android. Hint color. Là màu ray luôn, đúng không? Ngoài test ra cũng phải có hint color nữa. Đó, thêm bằng tên bằng ăn. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ set layout đó cho thằng thêm bằng ăn activity. Thêm bằng ăn activity. Ờ à, lộn các bạn, set content view. r. layout. chấm uh, layout thêm bằng ăn đúng không xong thì để biến thằng thêm bằng ăn này activity này á các bạn thấy là khi chúng ta khai báo một activity chúng ta phải khai báo trong android manifest đúng không rồi khai báo nó trong android manifest chấm activity nên bạn thêm bằng ăn được chưa bây giờ mình muốn biến thằng này thành một cái product thì mình trong file tay chấm html mình sẽ khai báo một cái gì một cái tay là product ha style name là ví dụ đặt tên đây là product activity bắt up activity rồi được chưa các bạn à parent của mình là gì parent của mình của mình sẽ là thêm ha thêm chấm app comeback dialog vì sao là app comeback dialog bởi vì activity chúng ta là gì các bạn đúng rồi app comeback cho nên chúng ta sẽ là app comeback dialog thôi rồi chúng ta không cần định được tính nào cả chỉ như vậy thôi sau đó chúng ta quay trở lại android manifest chúng ta khai báo thêm cho thằng này Android 2 chấm đem bằng bằng gì spot up đúng không style bắt của chúng ta đây bắt up tìm được chưa vậy lúc này nó là là bắt đầu rồi đó rồi bây giờ mình sẽ xử lý cho nó hiển thị lên để cho hiển thị lên cái đã ha bây giờ bằng cái gì intent đúng không intent nữa chúng ta cần intent Vậy chúng ta tạo cái intent để mở tvt mà ha chúng ta cần cái intent intent bạn ý thêm bạn ăn bằng new intent đúng không bằng gì đây hiển thị bằng ăn phép mình phải không không phải ha vì để là một phép mình để biết được gì có phải các bạn thấy là phép mình hiển thị bằng ăn nó được ẹt vào, ad vào tvt nào các bạn nào phép mình thì bằng ăn được ẹt vào tvt nào các bạn à trang chủ activity đúng không đúng không các bạn phép mình hiển thị bằng, bằng ăn được ẹt vào trang chủ tvt Nào các bạn thấy là có ẹt nè được ẹt vào trang chủ activity vậy để lấy được gì activity trang chủ trang chủ activity á thì chúng ta gọi gì các bạn à, chúng ta gọi get activity thôi lúc này khi mà chúng ta gọi get activity lúc này á, thì gì nó sẽ lấy activity mà thằng phép mình được add vào thì đây thằng đi bằng ăn được add vào gì à, trang chủ activity thì khi chúng ta gọi get activity này thì get activity này chính là trang chủ chấm ha hả bạn ha phải và thêm bằng ăn chấm lab được chưa không có lỗi gì hết đúng không rồi chúng ta start activity for result à tati for result và là các bạn là tati thôi thì đây mình sẽ xài là tati vt for bởi vì sao bởi vì các bạn thấy là sau này khi mình thi bằng ngăn thì nó sẽ cập nhật lại đây à thêm bằng ngăn hoặc là nó sẽ cập nhật lại đây hoặc là mình không cần luôn đúng không mình không cần luôn mình gọi tati tvt thôi mình khỏi xài tati for result tùy các bạn ha à, thì ví dụ như mình gọi mình gọi đây là tati tvt thì mình sẽ áp dụng vòng đời còn nếu như mình gọi tati tvt for thì bên kia mình sẽ trả về kết quả Hả? đơn giản đúng không đó các bạn rồi vậy mình xài vòng đời đi ha mình xài vòng đời đi thì mình gọi tái tvt thôi khỏi xài tái à, thêm bằng ăn rồi được chưa rồi bên đây mình leo thêm bằng ăn mình sẽ thêm cái là hai button tại thêm phải có button đồng ý thêm mà không đồng ý đúng không không lẽ nhập vô đây là thêm thêm liền rồi đâu có được phải làm có bất Wrap rap content wrap content android 2 chấm uh, Step test là đồng ý đúng chưa nào Android 200 ID bằng btn à, còn đi btn đồng ý thêm bằng ăn rồi vào cái nút thoát đúng không nào mất tên vì mình xây dựng nút thoát cho nên mình không cần xài nút là tại tvt for Result", ha còn nếu như mình không xây dựng nút thoát thì mình phải xài sai tái tí phơ để mình khi mình thêm vào khi mình bấm nút đồng ý thì nó sẽ quay trở lại đây và nó cập nhật lại được chưa rồi rác content thì tùy các bạn thôi tại vì mình muốn người dùng thêm liên tục mà chứ đâu muốn nhấp vào rồi hiển thị bắt up còn nếu các bạn muốn nhấp vào hiển thị bắt up thì các bạn làm một cái cũng được khỏi làm nút thoát ha vậy các bạn muốn làm cái nào hả activity for Rio đi ha chứ cái kia thì là chúng ta biết rồi rồi ok quyết định là activity for để cho các bạn biết thêm nhiều nhiều cái và nhiều cách xử lý rồi mình sẽ tạo ra một cái request code public static à mình tạo ra cái request code ha in là request code thêm bằng à, mình cho request code mã là 111 đi thì mã mã nào cũng được ha request mã nào cũng được rồi đây là tao với tvt for result. intent sẽ là ai thêm bằng ăn request code nó sẽ là gì request code thêm được chưa các bạn rồi nếu chúng ta xài tao tvt for result đây các bạn đổi lên chu thì sao các bạn à chúng ta phải kế thừa phương thức là on on gì nhỉ on activity result đúng không chúng ta phải kế thừa lần này rồi bây giờ chúng ta thử xem ha thử xem là nó có thể ra là bất cho chúng ta chưa rồi, ok. Nhập vào. Mật khẩu. Ok, Lít vào. Rồi, nó hiện ra gì? Bắt rớp rồi, nhưng này hơi xấu, đúng không? Vậy, chúng ta cứ mạnh dạng cho nó map parent luôn. Được không? Chúng ta sửa lại layout một tí. Cho nó map parent. Thử xem. Đúng không? Rồi, chúng ta cho thằng này ra giữa đi. ha Cho ra giữa. Layout, gravity, center, được không? Rồi ra giữa thằng này là map parent Hoặc là chúng ta cho này ra giữa luôn Cho wrap Vẫn cho wrap content Và cho nó ra giữa Ha Và là cứ để map parent đi Rồi để map parent thử xem nó ra như thế nào ha Rồi chúng ta canh lệ đi Android Marine Marine Là Sai mời Chạy lên Rồi ok Rồi Phạm Tuân Mật khẩu nào Đồng ý Lít vào được chứ các bạn? ra có rồi, tên bằng ăn đây, nhập vào bằng máy bằng máy đó rồi đồng ý, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta click vào đồng ý thì nó sẽ gì? Nó sẽ thêm bằng ăn. ha à, nó sẽ thông báo là thêm bằng ăn thành công chẳng hạn. Rồi ok. Vậy là chúng ta gì? Xử lý đâu các bạn? Xử lý bên à bên thêm bằng ăn chính xác ha. Rồi, vậy là chúng ta có gì đây? Phải là edit test đúng không? Chúng ta cần lấy dữ liệu của edit test. ED. ED gì đây? Chúng ta đặt tên chưa nhỉ? Chưa. Đúng không? Chúng ta cần xử lý nó mà chúng ta chưa đặt ID, vậy đặt ID cho nó. AD tên bằng ăn. Hay là thêm đi ha, thêm tên bằng ăn. Đó, để cho khỏi lẫn lộn vì sau này chúng ta cần sử dụng nhiều mà. ID. À đây chúng ta có rồi dưới đây nè. Rồi ok. Vậy nó rồi đúng không? Vậy là thằng này hết, thằng này còn sai em nhà? Còn đúng không? Chúng ta còn xử lý. Rồi, thêm bằng ăn đây. AD là thêm tên thêm bằng ăn đúng không tên thêm bằng ăn và bất tên btn đồng ý thêm bằng ăn rồi được chưa chúng ta tìm nó bên giao diện bằng cách chúng ta khai báo ed đúng rồi bằng file vb đi à, cái này là bao giờ cũng phải có thôi ha các bạn chấm ed à, tên thêm tên bằng ăn được chưa và btn đồng ý bằng file r. r id btn đồng ý thêm bằng ăn đó chúng ta có rồi Cát về xong bây giờ chúng ta cần gì có phải là chúng ta lít vào button thì chúng ta tiến hành thêm bằng ăn đúng chứ các bạn lít vào button chúng ta thêm vào bằng ăn vậy chúng ta cần gì đây à chúng ta xử lý có thêm vậy bàn ăn bàn ăn là chúng ta thêm trong bảng bàn ăn đúng không đúng không theo cơ sở dữ liệu chúng ta có bảng bàn ăn vậy là chúng ta à, tạo thêm một cái đối tượng do nữa là bàn ăn bàn ăn do vì chúng này chúng ta thêm dữ liệu vào dữ liệu bảng bàn ăn mà đúng không nên chúng ta không làm ở trong bảng nhân viên do được chữ bạn bàn ăn do rồi tạo phương thức khởi tạo cho nó bàn ăn do nhận vào gì nhận vào contact đúng không rồi contact Rồi nhận vào contest thôi Chúng ta sẽ có gì? SQL là người ta database giống như thằng kia vậy Giống như thằng nhân, nhân viên DO vậy Thì các bạn có thể qua đây các bạn copy Copy phần phương thức cải tạo Thì về phương thức cải tạo là giống nhau ha Giống nhau hết Nói chung là giống nhau về phương thức cải tạo hết Rồi đem qua bàn ăn nè Các bạn có thể copy Ok Nó kêu thư viện thôi không có gì hết Thì sửa này lại thành bàn ăn DO Được chưa? Đó Rồi bây giờ chúng ta là cần thêm bàn ăn bút Public voi thêm à long đi ha long đi bôn lên bôn lên đi bôn thêm bằng ăn đúng không chúng ta chỉ cần nhận vào đây à những vòng cái duy nhất thôi là tên bằng ăn thôi tại vì bằng ăn chúng ta chỉ có hai trường duy nhất rồi đúng không theo như cơ sở dữ liệu chúng ta thiết kế chúng ta chỉ có hai trường thôi vậy thêm vậy là còn tên à còn tên value còn tên value bằng new còn tên value đúng không nào rồi chúng ta bút dữ liệu vào còn tên value chấm Ray database chấm cái này quá dễ ha table bằng ăn nè chấm gì à tên bằng ăn đúng không tên bằng ăn bằng gì các bạn bằng gì à, đúng rồi bằng cái tên mà chúng ta truyền vào thì các bạn thấy là còn tình trạng có phải là mặc định khi chúng ta thêm vào thì tình trạng bằng ăn chúng ta là phone đúng không và chúng ta mặc định cứ thêm mặc định là tình trạng là phone luôn boot rea database chấm table bằng ăn chấm tình trạng truyền thẳng là phone luôn phone mạnh dạng mà truyền ha à, rồi chúng ta gọi database chấm chấm như các bạn insert đúng không? create database.table bàn ăn. ha, à, rồi gì? null, rồi content value. Đúng không? Đây là một biến gì? biến long. long kiểm tra. Thì thêm được thì các bạn thì nó trả chúng ta đi và chúng ta chúng ta kiểm tra nếu như thằng kiểm tra này nó khác không thì chúng ta return ra là true. ha. À, còn nếu như nó bằng không thì à từ trên ra là phone được rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý bên thằng thêm bằng ăn đây bằng cách chúng ta gọi gì bàn ăn đều thì bạn thấy là cái việc mà chúng ta tách ra mô hình ba lớp nó rất là dễ đúng không đây ha à, bàn ăn đều bàn ăn đều bạn nêu nó chuyện qua còn test là cái đít được chưa rồi bây giờ chúng ta thêm vậy là chúng ta click vào button chúng ta bắt đầu thêm vậy kế thừa sự kiện lít là on click list listener rồi để nó kế thừa rồi chúng ta sẽ xịn lít cho button các bạn lưu ý là kế thừa là xét liền btn đồng ý chấm set on click list listener this được chưa các bạn rồi bây giờ chúng ta kiểm tra à lít vào thì sao đây các bạn đúng rồi chúng ta lấy tên bằng ăn đúng không kiểm tra xem người dùng có nhập tên hay chưa vậy chúng ta lấy trên tên bằng ăn và là s tên bằng ăn bằng gì các bạn bằng ed tên bằng ăn chấm get test chấm từ trình thì tên người dùng đặt gì cũng được đúng không vậy chúng ta kiểm tra xem. nếu mà tên tên bằng ăn chúng ta gì các bạn khác nôn ha khác nôn chấm yêu khác nôn nè đúng không khác nôn và nó khác gì và st bằng ăn à khác rỗng chấm mì won ha chúng ta sẽ xài chấm mì won đối với so sánh chuỗi thì nếu như nó khác luôn và nó khác rỗng thì sao các bạn đúng rồi chúng ta tiến hành thêm thôi thì chúng ta gọi là bằng ăn do chấm thêm bằng ăn đúng không Chuyển vào là tên bằng ăn st bằng ăn được chưa các bạn đúng không sau đó chúng ta trả ra cho thằng kia thông báo biết là thêm thành công à, là cái gì à, set result ok thì phải đây set riso không set result, result code và dữ liệu trả về đúng không nào set for result, result code và dữ liệu trả về nên chúng ta xài activity thì thông thường chúng ta chúng ta sẽ activity đó thì chúng ta sẽ trả về cái gì trả về một cái list hoặc là trả về một cái gì đó một cái data content gì đó ha thì các bạn thấy là nó cần một cái result đúng không vậy chúng ta set set gì set result code là cái gì chúng ta sẽ lấy mặc định luôn là activity ha, activity chấm result ok đúng không thì result code này nó phát sinh sẵn của activity các bạn cho nên chúng ta khỏi cần đặt mã code chúng ta lấy sẵn của nó luôn nó gọi là result ok ha rồi intent thì các bạn thấy là gì có phải là khi chúng ta thi mình công nó trả ra chúng ta cái boolean đúng không vậy chúng ta khai báo một cái boolean này nè boolean nè kiểm tra nè bằng nè đúng không rồi có phải là chúng ta trả thằng này đâu không? Vậy chúng ta truyền này vào trong cái intent ha Intent Inbound intent vào Thì đây các bạn thấy lúc này khác một tí là intent chúng ta không cần Không Có đúng là hình intent, intent, chúng ta không cần gọi lab Gọi lab mà chúng ta muốn mở ha Các bạn chỉ cần đơn giản các bạn gọi tạo intent thôi Intent bằng new intent Ha, đơn giản là tạo thôi và chúng ta vì intent này mục đích là chúng ta để dành gì bút dữ liệu về bên kia mà đúng không intent chấm boot extra ví dụ như đây là kiểm tra kết quả kết quả thêm à, kết quả thêm bằng gì bằng kiểm tra được chưa các bạn bằng kiểm tra sau đó chúng ta truyền tên vào à rồi thì khi ta lít khi ta lít đồng ý thì khi nó truyền xong thì nó gọi finish để nó tắt này đi nó tắt cái phần nó tắt cái bớt đi cứ là khi bạn lít vào nó finish nó sẽ tắt cái bus up đi được chưa các bạn nó sẽ tắt cái bus up đi và nó sẽ gì nó truyền lại biến kiểm tra này về cho thằng hiển thị activity và đồng và nó sẽ chuyển đâu đúng rồi nó sẽ chạy vào đây nè à có nghĩa là khi các bạn thêm và bus up tắt đi thì nó sẽ chạy vào hàm activity for result còn nếu như các bạn gọi finish không thì nếu như các bạn không xài uh, activity for result thì nó chạy vào hàm on resume được chưa rồi thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra xem nếu nếu như các bạn request chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái thằng request code chúng ta có phải là thằng có nghĩa là cái nút lít á, có nghĩa là này nè. Có nghĩa là cái nút lít chúng ta có phải là nút thêm này hay không? Thì có phải là nút lít mà thêm á, có phải là nút lít mà thêm mà mở qua cái nút thêm á thì request code chúng ta dây bạn là request code thêm đúng không? Vậy chúng ta kiểm tra xem là cái thằng lít vào có phải là thằng request code thêm đây không? ha, à, tại vì thằng ta TVT for show quá, nó phải nó phải là gọi phải nói là nhiều thằng gọi, ha à, có thể là nhiều thằng gọi vào cái thêm mà ngăn không không chỉ duy nhất là một cái thằng là thằng nút này đâu mình có thể tạo thêm một nút nữa là nút một nút thêm bằng ăn thứ hai nữa chẳng hạn thì mình muốn kiểm tra xem là thằng này lít thằng thêm bằng ăn thứ nhất lít hay là bằng thêm bằng ăn thứ hai lít thì mình phải thông qua là thằng request code bởi vậy các bạn thấy là khi mình gọi tái tvt voice mình phải chuyển vào cái request code là như vậy bởi vì thông qua request code để nó kiểm tra xem là thằng menu thêm bằng ăn này lít hay là thằng menu thêm bằng ăn kia lít chẳng hạn đó vậy chúng ta kiểm tra xem là kiểm tra xem nếu như request code của chúng ta mà bằng bằng thằng request code thêm À, và resource code trả về là thằng thêm bằng ăn và resource code chúng ta trả về là gì có phải là activity resource ok đúng không vậy chúng ta kiểm tra xem là nếu thằng request resource code của chúng ta có phải là bằng bằng activity for resource hay không chống resource ok hay không nếu như phải đúng không các bạn thấy là nếu đây là phải chúng ta làm gì intent chúng ta lấy giá trị mà bên kia truyền qua thôi đúng không intent bằng get bằng gì à, bằng data đây nè bên kia thì có phải là không này bên đây nè nó trả gì nó trả anten ra thì anten này nó chính là cái thằng data để cho ta gọi data được chưa được rồi đúng không vậy chúng ta cái gì chúng ta khai báo cái boolean kiểm tra bằng anten chấm get boolean extra đúng không đây là kết quả hình như là bên kia là kết quả thêm thì phải kết quả thêm rồi kép extra trinh và một cái gì à một cái biến mặc định thì mặc định mình sẽ cho nó là phone à, được chưa mặc định sẽ là phone rồi bây giờ mình kiểm tra xem nếu thằng kiểm tra này là bà chu thì mình sẽ xuất cái tốt là thêm thành công còn phone là mình xuất cái tốt là thêm thất bại được chưa tốt chấm cái gì đấy các bạn à, get activity vì chúng ta đang ở đâu chúng ta đang ở phép mình mà đúng không get activity phải thêm thêm thành công ha à, là ở đây get trên get gì các bạn get trên r chấm get Resort, đúng không get ratio get Resort. get ha get chấm get r chấm chấm như các bạn chấm trên chấm thêm thành công được chưa rồi lên show Ừ so. thì sau này khi như thêm thành công thì chúng ta làm gì à chúng ta hiển thị lên table thôi thì bài này chúng ta chưa làm mà chúng ta sẽ làm ở bài sau ha đây là thêm thất bại được chưa các bạn rồi chạy lên không chạy lên đi chứ đúng không để con nó chạy hay không đã rồi chạy lên rồi nhập vào mật khẩu đồng ý thêm ví dụ như là bàn một đồng ý được chưa nó báo là gì à, limit clip có nghĩa là nó ghi rồi đúng không vậy là nút thêm nó thêm rồi nhưng nó không chạy thẳng finish để nó đóng gì Button tin đồng ý thêm này đó các bạn rồi mình chạy lại thêm mình chạy lại mình thử thêm bạn số 2 xem và mình ép bọn data bay ra xem để xem là data bay chúng ta nó đã thêm được hay chưa được chưa nào rồi ok phạm tuân một hai ba bốn năm sáu lúc nãy là nó chưa sức không báo là thêm mình công thức bại luôn đúng không các bạn bằng 2. Đồng ý. Không có gì xảy ra cả. Nó vẫn báo là vậy, nó vẫn ghi vào cơ sở dữ liệu. Đúng không? Nó vẫn ghi vào cơ sở dữ liệu mà nó không chạy finish này. À, nó không chạy finish, vậy là có thể là điều kiện if chúng ta sai. Đúng không? Vậy chúng ta thử xem, xóa luôn cái này xem. Chạy lên. À, đây là cách chúng ta kiểm tra lỗi ha, các bạn lưu ý ha. Thì các bạn đoán đầu tiên là các bạn đoán lỗi xem lỗi nó là cái gì, đúng không? Chúng ta đoán xem lỗi lỗi gì cái đã, rồi sau đó chúng ta thử comment một vài nào một vài cái nào đó và chúng ta bắt lỗi nó ok chưa rồi như vậy thì nó chạy đúng không Rồi là như vậy nó chạy vậy mình nhập tên vào bàn ba không chạy đúng không bàn ba không chạy rõ ràng là gì điều kiện ép ở đây là mình sai đúng không và là sai rồi đúng không chúng ta hoặc thôi hoặc khác luôn hoặc là khác rỗng đúng không và là nó bắt cái gì hai trường hợp hai trường hợp như nó vừa khác nôn vừa khác rỗng đúng không thì chúng ta sai phải không các bạn đúng không nào chúng ta bắt vừa khác nôn vừa khác rỗng là chúng ta sai rồi chúng ta chỉ cần gì chỉ như chỉ cần nó khác nôn hoặc là nó khác rỗng thôi thì chúng ta làm gì chúng ta thêm đúng không nào rồi thử nha thử lại nào rồi bạn một đồng ý được chưa thêm thành công đúng không mình thêm tiếp Bàn hai đồng ý thêm thành công vậy là chắc các bạn à mình đã hoàn xong chức năng thêm rồi đúng không nào bây giờ mình thử thêm một đống bàn luôn đi bàn ba à, bàn bốn à, các bạn thấy là sau này khi ở bài sau khi chúng ta thêm thì nó sẽ gì nó sẽ lót lại bàn ở đây cứ thêm chúng ta bấm đồng ý nó sẽ lót lại bàn thêm bấm đồng ý nó sẽ lót lại bàn được cho các bạn à, bàn năm Bây giờ mình tạm thời mình thêm 6 bàn trước ha, để bài sau chúng ta sẽ load lên bàn sau. Rồi, giờ tất cả thêm thêm dữ liệu thành công hết. Như vậy ngày hôm nay mình đã dẫn xong các bạn xử lý cách add mình vào trong đâu? Add mình vào trong trang chủ khi mà chúng ta click vào trang chủ như thế này. Và chúng ta về làm gì các bạn? À chúng ta tạo ra một cái activity dạng gì? Dạng dialog như thế này. Đúng không? Mở activity dạng dialog và chúng ta làm như các bạn? Và chúng ta sử dụng Ta activity for show để chúng ta gì? thêm và chúng ta truyền dữ liệu về về activity trước trước nó đúng như nào à rồi vậy bài hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tại đây hả các bạn xin chào và hẹn lại các